Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn món trứng xào với lấm đùi gà nhé. Món này ăn rất là ngon mà cái phần lấm của chúng ta khi mà xào như này ăn nó đậm vị mà ăn lấm rất là thơm ngon nhé. Chúng ta sẽ dùng hành tím hoặc là các bạn thích ăn tỏi thì thêm ít tỏi đấy nhé. Chúng ta phi thơm lên để chúng ta xào lấm trước khi chúng ta xào với trứng nhé. Ở đây lấm mình dùng hai cây lấm đùi gà này khoảng 150 g, mình đã ngâm với nước muối loãng thật là sạch, sau đó mình rửa kỹ rồi. Và bây giờ chúng ta thái mỏng và nhỏ ra để khi mà mình xào hay nó ngấm gia vị ấy. Và nhớ là xào để cho lấm nó ra hết nước đi nhé, rồi sau đó nó cạn bớt nước sền sệt để mình mới cho trứng vào. Vì riêng cái lấm này khi mà xào nó sẽ ra rất là nhiều nước nha các bạn nhé. Và khi xào thì cho thêm ít gia vị vào là được. Đây mình sẽ cắt ra hai cây lấm to này được rất là nhiều lấm á. Cái món ăn này cực kỳ ngon và hấp dẫn á. Tuy là một món ăn chay nhưng mà khi mà biết cách nào ấy thì cái món ăn này rất là ngon. Trứng mình đây là dùng trứng gà không có trống nhá. Các bạn có thể ăn làm món này ăn chay vào những ngày ăn chay nhá. Vừa ngon vừa hấp dẫn lại giàu dinh dưỡng ấy. Nấm tươi ấy. Đây thái nhỏ vớt này để khi mình xào ấy nó ngấm hơn, hòa quyện với nhau hơn nhé. Có thể dùng nấm rơm, nấm hương đều được nhé. Hay nấm kim châm cũng được. Phi thơm lên cái phần hành lên. Trứng thì mình dùng 3 quả trứng, làm được cho hai người ăn lại một chút muối, một chút hạt lêm vào trứng để khi mà mình đánh lên để nó ngấm gia vị nhé. Thế sau đó mình sẽ xào cùng với lấm. Lấm thì mình chỉ khi xào thì mình chỉ cần cho thêm một ít dầu hào nữa để xào lấm nó hòa quyện nữa. Dầu hào thì nếu ăn chay thì chúng ta dùng dầu hào chay nhé. Rồi khi mà được cái này rồi thì mình sẽ cho vào mình xào. Làm như này rất là thơm á. Và lấm thì để đảm bảo sạch thì nhớ là chúng ta ngâm với nước muối loãng. Sau đó chúng ta rửa sạch nhiều lần nhé, để cho lấm nó sạch nhé. Rồi sau để ráo rồi thái cho mình. Xào này mình xào lấm này khoảng 5 đến 7 phút để cho lấm nó ngấm gia vị. Và nó sẽ ra bớt nước đi và nó nước nó cạn lên sền sệt đi. Vì lấm xào một lúc thì nó sẽ ra nước nhé các bạn nhé. Đây ạ, ra nước như này. Và mình xào để cho nó cạn, nó sền sệt lại như này là được. Rồi đánh đều cái trứng lên. Rồi mình sẽ cho vào để mình xào với nấm là được. Tổng thời gian làm nó mất khoảng 10 phút. Nhưng mình sẽ có một món ăn rất là ngon. Từ người lớn đến trẻ em đều rất là thích nhé. Bê đảo đều lên là được. Để cho cái phần lấm và trứng này nó chín là được. Sau đó cho thêm một ít hành lá vào, nó vừa bắt mắt vừa ngon nhé, lại vừa thơm nữa. Như vậy là mình đã chia sẻ xong được món nấm xào trứng rồi ạ. Và giờ nếu các bạn thích thì hãy làm giống mình nhé. Đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ những video hữu ích của mình nhé. Các bạn có thể cho thêm nước hạt tiêu vào cho thơm cho ngon nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.